Có đâu rồi? Chống cho ông bà ha. Đồng xin mình chào quý khán giả toàn thể quý cô bác. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của Đông. Các bác ạ, đây thì vừa rồi có chị Ngọc ở Hà Nội gửi cho 200.000 để đi mua bún cho phó ăn. Thế thì hôm nay là ngày chợ, Đông sẽ đưa phó đi chợ để ăn một bát bún các bác ạ. Sau đây anh ông xin mời quý khán giả toàn thể quý bác tiếp tục theo dõi video của anh ông. Hôm nay đi chợ để làm gì hả Bò? Bò có biết không? Không biết á? Xe đông lắm. Còn bán rất là nhiều hàng các bác ạ. Đấy, toàn rau. Rau hai bên đường. Toàn rau rất là ngon, rau dân tự trồng lấy mang đi chợ bán. Chợ rất là đông. Nên sáng đi. Nhưng mà kia để kịp còn đi. Bây giờ rồi lên nhá, hôm nào ăn. Đây sẽ rủ phó và quẩy cái nữa đi chợ để ăn bát bún bác bún ngày chợ. Lát nữa đi ăn bún xong xong nông sẽ đưa các bác vào chợ một chuyến. Làm cho em 5 bát bún thôi. Với lại cho thằng cu này một cái còng. Còng gà ấy. Sẽ hắn dạ thôi cá này cá nhá do đây là toàn những cái con gà vùng cao các bác ạ, con gà con vịt ngan vịt vùng cao hết. Làm gì vậy nhá, ăn bún nhá, cho đầy đầy tí hôm nay cho nó ăn bó. Đi vào trong đi. Không. À? Đúng rồi, cho nguyên một cái như này. Không không, không băm, cho cả cái như này. Đấy, cái này là của bó này. Bó ăn cái này không? Ăn thịt gà không? À bó. Bó. À. Ăn à? Cái thì ăn nhiều rồi, cái ăn nhiều nên là cái béo rồi, bây giờ cái ăn ít thôi. Vâng.
cho ra sống với nhá. Đi. Anh ngồi bàn này đi. Ngồi đây này. Quấy. Có ở đây, ngồi đây. Đấy. Cái ngồi đi. Không có phở là bún à? Ăn bún hết. Lau bàn đi. Lấy giấy này lau này. Có. Ngồi dưới đây tí, nào đứng dậy, đứng dậy. Rồi. Ngồi cái góc này này, nó mới có chỗ để. Đấy, bỏ ăn rau nhá. Chưa có ai đưa bó đi chợ ăn bún như này không? Hả? Không. Nói to lên. Cháu không ạ. À. Thế. Chỉ có nói không. Nha. Dạ. Này, ăn tạm mấy quả chanh á. Ăn đi. Hai chị cháu nó. Để tìm ít được sống nữa. Cú cú hay hình như nó cả. Ilu mua ủng hộ là hai chị giải quyết nó. Cho nên tôi thì giả chơi tội, tỏ chơi tội thì mi cho chị ạ. Chị ạ. Chị lưu em lắm. Hai tỏ lưu hình. Hai tỏ lưu lì cho nó chị lưu em lắm. Giả cũng bỏ một cơ cơ giả chơi. Cho nên nhớ nhớ này chị ạ. Giả tỏ đeo mũ mũ. Gần vào thương ơi. Cái này là của bó này. Ngồi cẩn thận vào. Cầm đi. Cầm. Đấy, ăn đi. Không đặt ở đây nữa, để cho nó khô trong ăn còn. Đây. Đừng để đừng đặt đây nữa. Đấy, cái thì được ăn nhiều rồi nên là cái hôm nay không được còng nhá. Cái béo quá rồi. Ăn đi. Dạ. Yeah. Ăn đi, cầm cao lên. Cầm tay lên để quay lên. Cầm cao lên ăn đi. Đấy. Phở là phở áp áo. Đây là bún phở. Bún phở này tự ép lấy các bác ạ. Cho cao lên có. Cho cái cầm cao lên xong ăn. Đừng để ở kia rơi hết quần ấy. Ăn đi. Không đặt nữa, ăn luôn. Cầm cái còng cao lên. Ăn ngon không? Ngon. Ngon à? Trước có ai cho còng bó ăn như này không? Không có ai cho. Không có ai cho à? Cầm cao lên. Ở nằm luôn.
ăn đi, ăn cho nó lớn. Cái này Ya bà xong cổ quý ồ có nãy không mời ai ăn còng à? Mời lại đi. Mời ai ăn? Mời ăn đi chứ, cầm lên, cao lên. Cháu mời. Cháu mời ông bà. Cháu mời ông bà ăn sáng. Cháu mời ông bà ăn sáng. Mời các chú ăn sáng. Mời các chú ăn sáng. Cháu mời các chú ăn sáng. Cháu mời các chú ăn sáng. Ăn đi. Ăn ông xin mời các bác ăn sáng. Cái không biết mời à cái chư bất giới này đây ngày đầu tiên được ăn còng gà phải không? Phải. Lần đầu tiên ăn còng gà phải không? Phải. Phải à? Đây, ăn đi. Nè. Đấy, bác ạ, thật sự đây bé bó nó ăn từ xưa nay là chưa có bữa nào nó ngon lành, chưa có bữa nào tử tế nên là em ăn rất là khỏe bác ạ. Ngẩng đầu lên, đừng quay đâu, lại toát hết mồ hôi rồi. Lúc nó cắn thì rôm. Ăn đi. Không phải nhìn, không phải sợ ai. Ai chửi mình nữa mà phải sợ. Phải không? Có. Phải. Ăn xong xong là để xương ở dưới cái này. Xong là lau tay. Mới cầm đũa ăn nhá. Cầm đũa ăn bún. Không được ăn xương đâu.
ăn thịt được rồi, ăn đừng có ăn xương. Ngẩng đầu lên. Cuối làm cái gì? Lau tay đi. Được rồi. Con ăn bún đi. Ăn hết không? Nó tài cho ta. Hả? À? Tao. Ừ. Thế thì ăn hết cái còng không lại đả nốt bát bún nhá. Lau tay sạch vào. Lau cả ngoài như thế này. Lau cả chín đi. Sáng đi. Ăn đi. Bỏ cái khóa này ra. Ngon không? Ngon. Ngon à? Ừ. Thế để ăn đi. Hôm qua cho thuốc vào mắt không? Hả? À? Hôm qua cho thuốc vào mắt không? Cho. Các bác ở thì cũng đã ăn bún xong rồi, giờ thanh toán bao nhiêu tiền vậy? 106 à? Rồi đi đi chợ, giờ bắt đầu đi chợ mua áo cho quẩy các bác à. Vừa rồi có cô Hồng Ngân gửi tiền để mua quần áo, mua giày dép cho quẩy, thì hôm nay anh ông lại tiếp tục ăn sáng xong rồi lại đưa đi quẩy đi chợ để mua quần áo đi. Đi cái lưng nó thẳng thế nào, ngừng cái đầu lên. Look at the book.
Còn quần áo của có với lại ghế thì cũng đã được mua rồi. Để tìm đi. Này nó không biết nói đâu. Mua con bò. Con bò hay con vải cái này này. Này. Bò. Lấy con vải đi. Cái này con vải. Nó không thích. Hả? Như nào? Đúng rồi. Lấy quần vải thôi, lấy quần quần bò thôi. Không thích à? Mùa này là lắm à. Rồi. Mặc. Mặc chứ thế nào? Sao không dạy nó? Mình chỉ chưa sao? Hả? Sao không dạy nó? Hả? Mình chỉ chưa. Nói giờ. Không được nói. Chứ thế nào? Chứ chỉ nghe có lúc mới cơ. Cái gì vậy sao này rồi? Cái gì vậy sao này rồi? Rồi cô có nói, có bảo là mua quần bò nhưng mà em nó không thích. Cho nên tối nay luôn mùa nóng rồi nên là rồi thôi là tôi cứ em nó sao mua sao cái này thì chị cha để ít trả tôi là chắc có một thôi chắc có một túi luôn tôi nhớ chắc có một thôi. Hơi lỏng. Lỏng lấy cái size bé hơn đi, cái size 29 đi. Size lấy size 30 đi. Lấy size 30 đi. Thế nào? Lấy size 30 đi. Bỏ ra đây. Cái kia làm cái gì? Ở đây. Để cho các bác ạ, để em nó tự chọn cái nào mà em nó mặc vừa thì tùy em nó các bác ạ. Được chưa? À, chỉ mua bảo em nó mua cả áo nhưng mà em nó bảo áo có chỉ mua quần thôi. Bao nhiêu tiền đây? Đang mặc cả quẩy, đang mặc cả chị 250 nhưng mà quẩy mặc cả là chị vớt cho 50. Đây à, đây là số tiền của cô Hồng Ân các bác ạ. Cô có gửi cho 1 triệu đấy, thì hôm nay trích mua cho cái cho quẩy cái quần 200.000. Không lấy áo à? Không lấy. Có lại đi đâu rồi? Không, thế đâu. Còn có với lại quẩy thì cũng đã có quần áo rất là nhiều rồi nên là cũng không mua. Đi. Vâng. Đấy đi cô. Bao nhiêu ạ? Bộ đấy à cô, bộ đấy 90.
Giờ anh ông sẽ cho các bác đi dạo ở chợ vùng cao một vòng. Nên tất cả các bạn nghe. Em mua thế được ạ. Đây cái hàng hộ cái gì đi sáng mai. Mua rồi em nãy mua cái kia rồi. Em chỉ mua thế thôi. Đi trước đi thương. Quần áo em ơi. Không em mua ạ. Ở đây là cái gian quần áo. Áo đắt cũng có, áo rẻ cũng có các bác ạ. Này anh, bà đấy mua chèm gì nha? Ơi em không mua rồi. Hôm nay đợi em phải bà đây mua nhanh. Em mua. Em mua. Em mà nãy. Cái trong lắng đi. Vừa nãy em mua rồi. Thế mua còn tặng một. Vừa nãy mua một cái thôi. Vâng. Lấy đi. Anh nhớ lấy được ạ. Lấy đi ủng hộ. À mua rồi. YouTube. Nên lên phó. Như đi như kiểu con chuột ấy, chạy làm cái gì? Ở đây hôm nọ có một chú có dặn là nông là mua cái váy mông cả bộ cho các bé nhỏ của nhà chú ở dưới Hà Nội, nhưng mà ngày chợ không phải ngày Tết ngày lễ nên là người ta không bán những cái bộ đồng phục đấy các bác ạ, chỉ bán những cái áo như này thôi, cái bộ đồng phục của người Mông các bạn nhỏ bé đấy thì ngày Tết nó mới có bán cái loại rất là đẹp, nhưng mà ngày thường không phải ngày lễ Tết nên nó không có bán cái loại đấy. Khi nào mà có thì anh ông sẽ mua gửi cho chú ấy. Ngày chợ cũng không có giày mà để đi các bác, đây chỉ là toàn là bán những cái đôi ủng, đôi dép linh tinh thôi, chứ còn rồi cô có dặn là mua cho đôi giày cho quẩy, nhưng mà ngày chợ này không có, ngày thường không có. Quẩy đừng mua gì. Còn ăn quả không? Ăn quả không? Không ăn à? Không ăn thì thôi. Đây còn giấy bên này thì toàn hoa quả vác ạ. Quay những con gà như kìa. Đấy còn giấy bên này thì là người ta bán các cái con vịt con, các con gà con ở cái khu này. Đấy, rất là bán rất là nhiều các cái con vịt nhóc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khen á. Hỏi lại. Anh nghe cái này bao nhiêu? 55 lạng. Đủ một lạng chưa? Vô 45.000. Cái này bao nhiêu? Bao nhiêu? Có biết đấy nhỉ. Cân đi. Có biết đấy nhỉ. 40. Có bảo anh quẩy xem bao nhiêu tiền. 38.000. Ôi còn nữa. 38.000. Rồi đi. 38 à? Về đưa cho có 2.000 à? Đi. Đừng có cho vào đấy. Tí nó cay đấy. Con nó như nhà em. Cái đi đâu rồi? Cái đi nhà rồi. Có hỏi đi. Con đời 5.000. Hả? Một bó 5.000. Một bó à? Này 10.000. Cái này là bao nhiêu? Này 10.000. Cái này nè 20.000. Tất cả 10.000 thôi. Tất cả 20.000. Bao quế đi. Một bó 5.000. Bao quế đi. Bao nhiêu rồi? 20.000. Hả? Đi. Đó là đây là. Ha ha ha.
Cô bác thì cũng đi một vòng chợ rồi thì cũng chả mua được gì, bởi vì là vừa nãy cũng nói rồi, quẩy với lại bó và dễ cái với lại bó đấy thì cũng đã có quần áo rồi. Còn quẩy đấy thì mua được cái quần đi ăn bún rồi lại mua quần để cho một vòng mà có lẽ cái phim của nông xin được khép lại đây. Nếu khán giả quý mến An Ông thì cho An Ông xin một like, chia sẻ, bấm đăng ký để ủng hộ An Ông. An Ông xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các phim sau.